xe tăng T80 BVM nga phá hủy hai xe BMP Ukraina bằng tên lửa chống tăng ở thị trấn Ukraina. Trên kênh Telegram Voin DV công bố những cảnh quay hiếm hoi về hoạt động chiến đấu của xe tăng T80 BMV phối hợp với xe chiến đấu bộ binh BMP3 trên khu vực chiến trường Ukraina Donetsk. Một video của máy bay không người lái Uav trinh sát ghi lại cuộc tiến công của lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 40 truy quét tuyến chiến đấu của quân đội Ukraina gần Ukraina. Quân đội Nga sử dụng chiến thuật tiến công thông thường sau khi hỏa lực pháo binh bắn phá chiến tuyến. Các phân đội lính thủy đánh bộ trên xe BMP được che chắn và yểm trợ của xe tăng tiến vào tiền tuyến của quân đội Ukraine. Theo đội hình chiến đấu, một xe tăng gắn thiết bị quét mìn dẫn đầu, các xe tăng khác yểm trợ hỏa lực từ hai bên sườn đội hình tấn công. Theo dọc hành lang tiến công, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh được sự hỗ trợ trinh sát và hiệu chỉnh hỏa lực từ UAV bắn phủ đầu vào tất cả các vị trí khả nghi, dọn bãi cho bộ binh xuất kích đánh chiếm các vị trí và kết liễu mọi sự kháng cự. Lợi thế của BMP3 là được trang bị pháo nòng trơn 100 ly cho phép bắn thẳng vào chân địa phòng ngự của đối phương với uy lực tương đương xe tăng. Mối đe dọa chính trong những trận chiến đấu tiến công là hỏa lực pháo binh của đối phương và rất nhiều bãi mìn. Thông thường các xe chiến đấu bộ binh di chuyển sau xe tăng dẫn đầu với thiết bị quét mìn. Kênh Telegram này cũng công bố một cảnh quay hiếm hoi ghi lại trên màn hình trưởng xe kíp lái xe tăng T-80 bmv sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển INVA. Chiếc tăng T-80 bmv đã hạ gục hai chiến đấu bộ binh của quân đội Ukraine trong khu vực Iklada bằng tên lửa chống tăng bắn qua đòng pháo. ATGM INVA là tên lửa của tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển Reflex-M, khí tài được thiết kế để chống xe tăng thiết giáp, máy bay trực thăng, công sự vững chắc và các mục tiêu khác trên khoảng cách xa. Tên lửa được điều khiển ở chế độ bán tự động bằng chùm tia laser, phạm vi tấn công hiệu quả lên tới 5 km. Video Nga phá hủy cứ điểm và bong ke của Ukraine bằng tên lửa chống tăng tối tân. Hệ thống tên lửa chống tăng di động Kornet ATGM của Nga mới đây trong trận đánh ban đêm gần ADFK, Đông Nam Donetsk, đã phá hủy cứ điểm và hầm trú ẩn của quân đội Ukraine. Sputnik đưa tin trận chiến ở ADFK diễn ra vào đêm ngày 6 tháng 2. Theo đó, việc quan sát chuyển động của đối phương dọc theo chiến tuyến và điều chỉnh hoạt động của đơn vị tên lửa chống tăng được thực hiện bằng cách sử dụng tổ hợp trinh sát và quan sát quang điện tử trước đó theo giới chức ukraine nga đang đẩy mạnh các đợt tiến công ở thành phố adfk ông pablo kirilenko lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh donetsk của ukraine cho biết dù Bakhmut vẫn là nơi giao tranh ác liệt nhất nhưng adfk cũng đang trở thành khu vực chiến sự căng thẳng theo các chuyên gia quân sự phương tây nga đánh giá khu vực đông nam tỉnh donetsk là vùng chiến lược nhằm ngăn chặn quân đội ukraine tiến công bán đảo crimea hiện phía ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin của truyền thông nga công bố conet là hệ thống tên lửa chống tăng di động được phát triển để thay thế các hệ thống tên lửa fagot và Konkurs trong quân đội Nga. Hệ thống được thiết kế để hạ gục xe tăng, bao gồm cả những hệ thống xe tăng được trang bị giáp phản ứng nổ ERA, công sự, quân sự cố thủ cũng như các mục tiêu nhỏ. Hệ thống Cornet có thể được trang bị cho nhiều loại xe bánh xích, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh BMP-3, cũng như hoạt động như một hệ thống di động độc lập. Đạn tên lửa Cornet có trọng lượng 27 kg, chiều dài 1,2 m, đường kính thân 152 ly và sải cánh 460 ly, Mỗi đạn tên lửa mang theo đầu đạn liều nổ kép hít với khả năng xuyên giáp HRA 1000 đến 1200 mm ở giáp sau bảo vệ. Ngoài ra, conet được trang bị hệ thống điều khiển laser bán tự động Saclos cho phép tên lửa bám theo tia laser đến vị trí mục tiêu. Hệ thống điều khiển có thể chống được các biện pháp chế áp điện tử, nhiễu thủ động và chủ động cũng như hoạt động trong môi trường thời tiết ngày và đêm. Ukraine chuẩn bị phản công, tạo bất ngờ lớn cho Nga. Ukraine chuẩn bị phản công, giành lại lãnh thổ đã mất từ tay Nga. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk được hãng tin Ria ngày 8 tháng 2 cho biết. Kiev đã xây dựng đủ lực lượng cho một cuộc phản công, mặc dù tình hình trên đường dây liên lạc vẫn rất khó khăn. Ông Leonid Pasechnik, quyền người đứng đầu Lugansk cho biết, tình hình chắc chắn là rất khó khăn, điều này không chỉ diễn ra tại Svatovo và Kremenaya, mà còn ở Lichichansk và Rubizhne, cũng như ở hướng Choyskoy. Ông Pasechnik nói, Ông cho biết thêm quân đội Ukraine đang xây dựng đủ lực lượng dự trữ để phản công và giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. Trước đó, Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị AKMAT của lực lượng đặc biệt Chechnya cho biết Kiev bắt đầu triển khai lực lượng dự bị từ các hướng Kherson, Kharkov và Tây Ukraine tới Donbass. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Nga đã phá hủy các xưởng ở Kharkov được sử dụng để nâng cấp máy bay không người lái UAV của Ukraine. Các xưởng sản xuất của một doanh nghiệp công nghiệp hàng không nơi hiện đại hóa máy bay không người lái và đạn đã bị phá hủy. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đều rõ Ngoài ra, quân đội Nga đã đánh vào trụ sở của Lữ đoàn Đổ bộ Đường không 79 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU tại khu vực Krasnogorovka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bộ Quốc phòng cũng thông báo về việc đã hạ gục hơn 130 binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Krasiliman. Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Igor Konashenkov, xác định rằng lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng hệ thống phun lửa và pháo hoảng nặng để tấn công đối phương cũng theo thông tin từ bộ quốc phòng nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt lực lượng vũ trang nga đã phá hủy của ukraine 382 máy bay 206 máy bay trực thăng 3.046 máy bay không người lái hệ thống tên lửa phòng không 403 7.789 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác 1 phương tiện chiến đấu của nhiều hệ thống tên lửa phóng 4 khẩu pháo giao chiến và cối 8.291 đơn vị xe quân sự đặc biệt bộ quốc phòng cho biết Ukraine chuẩn bị kế hoạch giành lại Crimea. Phó Thủ tướng Ukraine thông báo các cơ quan của nước này bắt đầu chuẩn bị nội ngũ nhân lực cho việc kiểm soát bán đảo Crimea. Triển vọng giải phóng Crimea cho thấy cần phải bắt đầu đào tạo nhân lực cho Crimea ngay bây giờ. Các cơ quan thực thi pháp luật, nhân viên tư pháp, giáo dục và các công chức khác. Sắp tới, các bộ phận liên quan sẽ được hướng dẫn chuẩn bị lực lượng dự bị cho Crimea. Bà Irina Verechuk, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời, phát biểu hôm 8 tháng 2 trong cuộc họp giữa các cơ quan. Theo Bộ trưởng Vedechuk, quá trình tái hòa nhập của Crimea có nhiều điểm cần được xem xét, bao gồm dân số đáng kể và thời gian kiểm soát tạm thời kéo dài. Quan chức Ukraine nói rằng tất cả những điều này cần phải được xem xét khi xây dựng khu pháp lý và trong quá trình tái hòa nhập trên thực tế. Nga tuyên bố sắp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm 2014. Đến tháng 10 năm ngoái, Nga tiếp tục sắp nhập 4 tỉnh của Ukraine, gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia dù hiện tại chỉ kiểm soát một nửa các vùng lãnh thổ này. Bán đảo Crimea ở Biển Đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự trong năm 2022. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một vùng rộng lớn lãnh thổ ở miền Nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát với Ukraine. Moscow tuyên bố Crimea là vấn đề không thể thương lượng. Trong khi đó, Kiev nói rằng sẽ không có hòa đàm nếu Nga không rút hết quân khỏi Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, trong đó có cả Crimea. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố việc giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả Crimea, là ưu tiên hàng đầu. Để đạt được mục tiêu đó, Kiev liên tục đề nghị đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ khí tài tầm xa để tập kích các mục tiêu của Nga nằm xa phía sau chiến tuyến. Lầu Đồng Góc đánh giá trong tương lai gần, Ukraine khó giành lại Crimea, đồng thời cảnh báo bất cứ kế hoạch tấn công nào của Kiev nhằm vào bán đảo này có nguy cơ khiến xung đột leo thang nguy hiểm. Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cũng đưa ra đánh giá tương tự. Theo ông, cơ hội Ukraine giành được bất kỳ chiến thắng quân sự hoàn toàn hoặc ngắn hạn là rất thấp, đồng thời cảnh báo Nga vẫn có sức mạnh chiến đấu đáng kể bên trong Ukraine. Thiếu tướng Kirillov Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 31 tháng 1 nói rằng Kiev phải làm mọi cách để đảm bảo rằng Crimea sẽ trở về nhà vào mùa hè. Cảnh sát Ukraine hôm 3 tháng 2 tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công đến tận Crimea và Biển Đen nhằm để lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ. Để đạt được mục tiêu giành lại những vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea và hai vùng Donetsk, Lugansk ở miền đông, Ukraine đã thành lập 8 lưu đoàn tấn công. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, nếu Ukraine tấn công các cơ sở của Nga ở bán đảo Crimea, Nga sẽ chỉ có cách đáp trả kể cả bằng khí tài hạt nhân.